Hôm nay mình sẽ đi sơn chỗ độ xe riêng của mình, vào thôi nào. Đầu tiên mình đã đi chọn màu sơn. Mình chọn màu nào ta trộn tại chỗ luôn. Và còn lắc lắc đó nè. Nguyên cái đấu này gần 2 triệu rưỡi đấy. Bên Mỹ quá là cắt cổ và mình đã giao vào xe. Ngày hôm sau thì mình đã vào chọn chỗ độ của mình. Mấy chỗ rất là tiền đã bị người ta lấy hết rồi. Nhưng chỗ mình tạo được con ổn mà. Giờ dám ok lên và sơn thôi. Ôi chân dài không kìa. Ok mình có một vấn đề đó là mình không có biết cách mở cái hộp sơn này. Nên mình đã phải kêu gọi bạn mình giúp. Quá là hồng. Mình đổ màu ra xong lấy cái cây dài thon lòn này và lăn lăn nó, rồi lăn màu hồng xuống đất. Mình tô nguyên cái nền thành màu hồng này và chờ các bạn tô cái này kia nó mỏi tay dữ dội luôn đấy. Và nó muốn chết nữa. Tiếp theo thì mình lấy màu hồng nó đậm chút xíu và mình đổ nó vào và lăn lăn. Giờ thì mình sơn lên với cái sọc này và cái tư thế của mình đã buồn cười sao. Ây da, và tình hình nó không có thẳng chút nào. Và còn bị lem nữa. Mình đã chịu ở da và giảm cái chân mình lên luôn để sơn nó dễ hơn. Úp và chân bạn mình nó đã lấn màn hình. Mình ngã điện thoại mình luôn, vô duyên. Trong lúc mình đợi lớp này khô thì mình đã đi tạo một cái bánh donut. Miễn phí thì lấy thôi chứ. Và trời đất ơi các bạn, mình đã lớn sơn vào lộn màu. Ây da. Và tình hình mình đang bị một con ong tấn công mình. Đừng có giết mình nha. Và trong lúc mình sơn nghĩ con ong nó đã treo lên đầu mình. Và hên quá có một bạn tới giải cứu mình. Quá là dũng cảm. Và mình đã tiếp tục sơn với các tư thế quá là ngố. Cuối cùng mình đã xong cái nền rồi. Giờ mình xà phấn để viết lên chữ này xong mình lấy sơn và tô lên nó. Trời cuối cùng cũng bớt nắng rồi. Nhưng mình đã viết chữ Jenny lên. Và giờ mình vẽ lên hai nhân vật quá là quen thuộc. Các bạn chắc biết là gì rồi phải không? Bật mí đây là hai quả này quá là mê lem. Mình nhìn thấy ghê quá. Và mình đã sơn số 2023 lên nữa. Trời ơi con bạn, mình đã xong rồi. Hello, bây giờ là một tuần sau và mình đã quay lại để tiếp tục cái hành trình sơn cái gì đâu này của mình. Giờ mình lại xài phấn nữa để vẽ lên các chi tiết. Là vì sơn thẳng lên là sơn này nó không có chùi ra đâu đấy. Hôm nay mình đã mặc đồ phong cách trốn nắng. Mình đã lợi dụng bạn mình và bắt nó sơn. Các bạn đừng có lo, nó khoái lắm. Tình hình mọi thứ ổn ngoài cái sự học động của mình nữa thôi. Ok, ổn rồi, quá bơ nhìn ngố thế. Các bạn ơi, mặt cái này nóng nực thiệt lắm đấy. Nhưng giờ mình sơn mấy cái tay ngoằn ngoèo của con này. Mình nhờ con bạn mình quay nên nó đã lấy cơ hội để khoe móng tay mới của nó. Trời ơi. Sắp xong rồi, bước cuối cùng thì là cái bước tháo băng kem này. Rồi trời, các bạn, nó đã phê con cá chê thiệt luôn đấy các bạn. À. Ôi trời ơi, nhìn nó phê mắt không kỳ, kiểu là ồ, nó công sức của mình. Và đó là cái đó. Sau khoảng 6 tiếng và 2 ngày thì mình cũng đã xong rồi. Các bạn thấy nó nhìn quá là xinh không? Và cái áo quá là xinh, có hình hai thằng bơ chuối. Các bạn đã tìm thấy trên whoop.vn hoặc là Shopee. Ok, bye bye.